And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Xuân Nhâm Dần 2022 phát vào mùng 1 Tết của Đài Truyền thanh Truyền hình Trung Quốc hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là một mùa xuân nữa lại về, trước thềm năm mới thiêng liêng của đất nước. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới với khí thế mới, thắng lợi mới và vận hội mới. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bước sang năm thứ hai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời cũng là năm địa phương phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, quân và nhân dân các dân tộc huyện Crong Búc tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ và đạt được những kết quả khả quan về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong năm vừa qua. Năm 2021, tình hình kinh tế xã hội huyện Crong Búc tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân địa phương ngày càng được cải thiện, an ninh quốc phòng tiếp tục đảm bảo, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm. Công tác giao nhận quân năm 2021 đạt kế hoạch chỉ tiêu tỉnh giao. Về lĩnh vực kinh tế, trong năm qua, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phát triển tương đối ổn định. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Qua đó, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Crong Búc vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế xã hội. Công thương nghiệp phát triển mạnh về số lượng, chất lượng hàng hóa được đảm bảo, quy mô ngành thương mại dịch vụ mở rộng. Tổng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ là 3.998 tỷ đồng, đạt 99,95% kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế theo giá trị sản xuất 7,09%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, với tổng số tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt 120 trên 133 tiêu chí. Bên cạnh đó, địa phương cũng luôn quan tâm triển khai thực hiện công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Đặc biệt trong năm 2021, với sự sâu sát quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu, cùng với sự nỗ lực của ngành thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác thực hiện dự toán thu thuế phí năm 2021 đạt kết quả cao so với bình quân chung toàn ngành. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Crong Búc là 82 tỷ 411 triệu đồng, đạt 168,2% dự toán pháp lệnh, đạt 158,5% dự toán huyện giao phấn đấu, bằng 112% cùng kỳ năm 2020. Về công tác xây dựng đảng thường xuyên được quan tâm, trong năm, huyện ủy Crong Búc đã củng cố kiện toàn và bổ sung kịp thời cấp ủy đảng các cấp nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác phát triển đảng đạt 110% chỉ tiêu được giao. Tổ chức 4 đợt trao tặng huy hiệu đảng cho 31 đồng chí. Hoạt động kiểm tra giám sát thực hiện chặt chẽ đúng quy trình. Qua kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm của đảng viên và có chấn chỉnh phù hợp. Công tác dân vận, mặt trận và đoàn thể triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút đông đảo cán bộ hội viên và quần chúng nhân dân tham gia. Kết quả đánh giá chất lượng cuối năm 2021, toàn đảng bộ huyện Crong Búc có 5 trên 25 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá đạt trong sạch vững mạnh, 19 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được của năm 2021, huyện Crong Búc cũng gặp những hạn chế nhất định.
như tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng nhiều đến mọi mặt đời sống, phát triển kinh tế của người dân. Giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, tình hình vi phạm trật tự xã hội, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn hết sức phức tạp. Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được và một số tồn tại hạn chế trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Búc xây dựng và bắt tay vào triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm 2022, trong đó chú trọng đến một số vấn đề trọng tâm như tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo bền vững, an toàn, linh hoạt, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động theo hướng tích cực, đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện gắn với phát huy dân chủ. Tạm biệt năm Tân Sửu, biết bao bộn bề khó khăn của dịch bệnh COVID-19, nhưng cũng đạt được nhiều thành quả đáng tự hào. Những ngày này, sắc xuân đang về trên từng ngõ xóm thôn buôn của huyện nhà. Chúng ta đang bước vào mùa xuân mới Nhâm Dần với nhiều vận hội và thử thách mới. Phát huy những kết quả đã đạt được cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mình, tin tưởng rằng trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Búc sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết để xây dựng địa phương phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và ngày càng khởi sắc, đi lên. Những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Krông Búc trong năm 2021 đã kết thúc chương trình thời sự Chào xuân Nhâm Dần 2022 của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.